Ngày hội có sự tham gia của hơn 700 diễn viên đến từ 7 tỉnh của nước bạn Lào và 8 tỉnh của Việt Nam. Đây thực sự là ngày hội đoàn tụ của những sắc màu văn hóa giữa hai dân tộc anh em, thể hiện tình đoàn kết mãi mãi bền chặt của Việt Nam và Lào. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 2 thành công tốt đẹp đã tôn vinh, quảng bá, giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước về lịch sử đấu tranh và những giá trị văn hóa dân gian đầy tính nhân văn của nhân dân hai nước. Đặc biệt là tinh thần đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào là mối quan hệ truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng nền móng và chính người đã cùng đồng chí Kaysone Phomvihane, đồng chí Souphanouvong và các thế hệ lãnh đạo của hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước dày công vun đắp. Các hoạt động trong khuôn khổ của ngày hội là sự hội tụ, tỏa sáng về nét đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc, đã để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh đất nước, con người, tình đoàn kết hữu nghị hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Lào. Mong rằng Đảng và Nhà nước ta tổ chức nhiều cái dịp như thế này để chúng ta học hỏi lẫn nhau và học hỏi kinh nghiệm và để tham gia giao lưu để mang các văn hóa của dân tộc của các dân tộc trong nước của mình cũng như là nước Lào để chúng ta giao lưu để học hỏi. Ngày hội đã kết thúc nhưng lời bài ca tình hữu nghị Việt Lào mãi ngân vang là minh chứng cho tình cảm trung thủy, nghĩa tình son sắt của hai dân tộc như lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việt Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long.